thưa cô chú, giờ đây em về trại ruộng Phước Điền của Đức Phật Thầy Tây An. Và nơi đây thì có xuất hiện một cây gia. Và cây gia này nó xuất hiện một cách là rất là kỳ quái. Phía trên đó, thì cô chú thấy giống như là một cái lò bắt quái vậy. Và thì cô chú anh chị thấy cây gia ở phía trên là nó đương nhau anh Tấn. Đương giống như là cái lò bắt quái vậy. Chính giữa là cái thân chính phải không? Đúng rồi, chính giữa là cái thân chính đó. Đây của chú anh chị thấy là có cửa rõ ràng luôn nha. Giống như là một cái gì ngộ lắm, nó có bốn phần. Nó mà ngộ có cái là cái rễ nó đương nè. Đương rất là đồng đều luôn. Đây, anh thấy cái này giống như cái xương ha. Xương sườn vậy đó. Rất là ngộ luôn. Đây, đúng đây mình nhìn cái cửa này, cửa chính ha. Cửa chính nè. Một, hai, ba, bốn cửa. Cô chú anh chị thấy là những cái dây leo đó, nó đường rất là đặc biệt. Một cây một. Mấy cái này là đâu phải cây đâu, cái rễ nó. Mà đặc biệt có một cái là nó cái rễ nó rất là ngọt ha. Đường nhau, nó tạo ra bốn cái cửa luôn nè. Đây cái thân cây thì cây chính nè. Ôm thấy sao có dấu dao nhóc chân tay. Đây cây da rất đặc biệt của chú anh chị. Cánh cửa đồng điệu nha. Nơi đây người ta tạo ra cái gì nè anh Tấn ơi. Cái chân đây nè. Đặt cái hình cái con gì nước nữa. Giống con hổ quá ta. Thấy không? Sư tử đúng rồi, sư tử. Đây sư tử ngồi dưới gốc da. Sư tử. Đường trên rất là đẹp. Đây cây da này rất là ngộ nha. Đường vòng dưới nén luôn á. Đây là những cái nắp này nó đưa ngộ á. Kỳ diệu ha. Rất kỳ diệu. Có cửa hết trơn nè. Đây cánh cửa nè. Bốn cửa. Bốn cửa. Leo chảnh nhìn đẹp lắm. Sao leo được? Đây. Chúng ta thấy cái hướng này nè, nó mới đẹp dữ nè. Những cái nhánh tu tủa xuống nè. Leo được không? Được, bình thường. Sao leo ta? Leo lên bên kia có bậc thang kìa. Bên kia có rễ bậc thang đẹp lắm. Lên bậc thang rễ hả? Bên đó có làm bậc thang cái rễ leo lên á. Bên đây những cái rễ thẳng tu tua đẹp quá nè. Xích dọc bên kia nữa. Ê, quá đẹp luôn. Nhìn xa nhìn đẹp á. Đẹp. Cái da thằng Thánh nè. Có bốn cánh cửa cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy cái góc chính giữa ha. Và xung quanh này là mình cứ tưởng là cái cây của chú anh chị. Nhưng mà không phải nha. Là từ một cái cây thân mẹ. Nó đẻ ra những cái nhánh con như thế này. Và từ cái nách con, nhánh con đó, cô chú anh chị thấy không? Là cái rễ nó xuống. Và nó kết tụ thành như vậy nè. Chứ không phải là những cái này là nó mấy chục mét à. Đúng rồi, chu vi này cũng rộng. Chứ không phải là cái cây mà trồng dưới này lên. Là từ rễ ở trên nách á, nó nhỏ xuống nè. Nó đang thành một cái gì mà nó chụp xuống nè. Giống như khe núi vậy ha. Rất là lạ ha. Cây này rất là vững chắc ha. Rất là vững chắc. Giống như là tứ trụ. Cái này là bây giờ nó là như cái kim tháp á. Đúng rồi, cái này giống như cái đường đi lên nè. Này, cái đường đi lên. Bậc thang nè, nó ngộ ha. Nó cũng cây ra này cũng cho mình đi lên nè. Leo lên chẳng được. Leo lên được mọi người. Đây giờ mình thử leo lên cho bà con xem ha, từ trên xuống xem như thế nào. Theo những cái bậc thang như thế này nè. Cũng rất là dễ cô chú anh chị ơi, mình nắm mình leo lên nè. Nó dễ lắm. Rất là dễ luôn. Đây. Là từ phía trên mà em đã quay xuống nè cô chú anh chị. Chúng ta thấy lên trên này thấy đường rễ đường rất là đặc biệt nè. Quay tròn luôn. Khá là đẹp luôn. Và đây là những cái nhánh da nè. Có trái gần chín luôn nè. Quá nhiều trái luôn. Để em qua đây. Đây là trái da nè mọi người.
cô chú cháy da cô chú. Thì đây là cái chu vi chạy ruộng Phước Điền đó cô chú chị. Thì bên đó là cái giếng tiên mà Đức Phật Thầy Tây An của chúng ta, đúng không anh? Bên đó là giếng tiên đó. Đức Phật Thầy Tây An hồi xưa là vì bệnh dịch tả lấy nước đó để trị cho người dân á. Đúng rồi. Đây là chạy ruộng Phước Điền của Phật Thầy ngày xưa. Phật Thầy chứ không phải Đức Thầy. Phật Thầy Tây An. Đây chúng ta đứng trên đây nè, chúng ta giờ mới thấy là cái da đẹp cỡ nào của chú anh chị. Chạy ruộng. Đây nè, từ một cái thân nhỏ như thế này nè, lên tới đây nó trẻ ra nhiều cái nhánh khác nhau. Và lên đây nó có những cái rễ nó tua tua xuống như nè. Rất là đẹp. Nhìn xuống đẹp quá ha. Ừ. Đường với nhau. Cái này là mình uống cũng không được vậy đâu. Anh biết sao uống luôn. Bởi vậy. Làm sao mà uống được đây? Anh Tấn biết tại sao mà cái cột cờ đó lại có hai ông cọp ở đó không? À, cái cột cờ này hả? Ừ. Cái sự tích nha là ngày xưa á, là khi mà Đức Phật Thầy Tây An trốn giặc Tây á, là đưa tín đồ vô đây nè để mở chạy ruộng. Và nơi đây á là rất là nhiều thú dữ như là cọp nè, rắn hổ mây rồi nè, rất là nhiều luôn. Rồi mà lạ một cái là khi Đức Phật Thầy và các tín đồ của ngài về đây á, thì dần dần những ông cọp này tu hành và không xuất hiện ở tại nơi đây nữa. À, tức là không có quấy phá người dân ha. Ừ, cho nên là ai tu thì không quấy phá. Cho nên là người dân mới về đây ở tới giờ luôn. Ở đây là đình chạy ruộng Phước Điền của Đức Phật Thầy Tây An. Nó thuộc huyện nào đâu Chi Tôn hả? An Giang. Được. Này chắc Chi Tôn quá. Đây là vùng Chi Tôn hay gì ạ? Đây chúng ta thấy cái đường đi xuống nè. Bên này đây là cái đường rất là đặc biệt luôn ha. Mình coi nó cái rễ đường với nhau mà nó dính liền luôn nha, chứ phải là không dính nhau luôn. Giống như cái rổ nó ngộ con cái là từ tầng ha. Ở đây nó sắp tầng xuống, mọi người có thể đi xuống đi lên bình thường. Mà nó dính nhau hết ha. Ừ. Dính nhau. Giống như một cái gì mà chụp lại á. Cái này tựa giống như là cái đồ chụp của Khuyên Từ Thiên nhớ không? Lúc mà tâm tạng bị cháy đó. À, chụp lại là không cháy. Ở trong đó là không cháy. Rất là đẹp. Đây là cái thân chính. Ở đây là mình mới thấy biết là một cái thân đi lên này ha, rõ ràng. Nó chia ra. Chia ra bốn thân. Bốn thân chính. Rồi từ bốn thân nó mới chia ra nữa. Chia ra thành bốn cái cửa luôn mới hay chứ. Cửa đây, đây nè cô chú anh chị thấy những cái rễ vậy mới đẹp nè ha, nó rất là ngộ. Cái này ăn được không? Được, nó như trái bồ đề vậy đó. Ấy rồi bên đây có cái hồ. Hồ này chứ hồ gì? Cái hồ này nó có từ hồi xưa tới giờ. Cũng có sự tích không? Nó không có sự tích. Cũng có Phật Thầy. Cũng chung vi của Đức Phật Thầy luôn. Tạo lên ha. Ừ. Quá đẹp luôn. Cây da này độc lạ nhất Việt Nam mình luôn nè. Đó giờ mình đi đâu thấy cây da nào đựng vậy. Có một cây duy nhất không có cây thứ hai. Quá lạ. Thôi mình dầm xuống cô chú anh chị. Nếu mà có mà nhiều nhánh gì nữa thì nó cũng không có tròn như vậy. Đúng rồi. Cho dù mình uống cũng không được như vậy luôn nữa. Anh để xuống mới được. Đây, em đang xuống. Đây anh Tấn đang xuống nè cô chú anh chị. Lên xuống rất là dễ không? Có là có tầng dưới lên rất là độc luôn. Ờ. Lên xuống rất là độc luôn. Giống như là người ta đang xây cầu vậy ha. Ngộ chứ. Đang qua đây dính nhau luôn. 1 2 3 4 5. Năm nắc là tới chẳng. Bên kia cũng vậy đó. Bên nào cũng vậy. Cái ra này là có một không hai. Đặc biệt đây là cửa chính cô chú anh chị.
Những cửa kia thì cửa hơi nhỏ hơn nên chúng ta gọi là cửa phụ ha. Ở đây có di tích nè, để di tích lịch sử cách mạng chùa Phước Điền được bảo vệ theo quyết định số 1910 năm 1999, quyết định ủy ban ngày 26 tháng 8 năm 99 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Thì mình giờ mình qua mình tham quan cái giếng nha. Tham quan cái giếng ha. Cái giếng này giếng giếng Thông Thiên hả? Giếng tiên, kêu người ta kêu bằng giếng tiên. Giếng tiên. Giếng này là Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa đã trị bệnh dịch cho bà con. Dùng cái nước giếng này để trị bệnh cho bà con lúc mà bị dịch tả ha. Cái năm nào cũng nhớ rõ nha mọi người. Ở trên đây là có cái búp sen trên đó. Trên là búp sen. Còn phía châm đó là thông lên trên thì chắc nó là đặc biệt là cái giếng này là không có được bích nha cô chú anh chị, thông lên trên. Và nơi đây có rất là nhiều cái hoa văn và cái mẫu chuyện nè. Sông Lạc Linh Huy Kiến Thu. Còn bên đây là Khổng Phủ Gia Lăng Thổ Ngọc Thư Đức Khổng Tử. Mình vô quay nước cho bà con xem đi. Là cái giếng này là nó có như là giống như là bát quái vậy á. Là tám cái ô vuông vậy nè anh Tức. Giống như cái lọ khoái 8 mặt ha. 8 mặt. Thì bây giờ là nước ở đây vẫn còn sai bình thường luôn rồi. Còn sai bình thường. Ở đây là có người là múc ra để rửa mặt rửa. Và ở đây có cà nè, cà cho bà con mình đến thỉnh nước để uống á cô chú anh chị. Hiện tại là cái giếng này vẫn còn nước mọi người. Thì mình cũng múc lên mình rửa tay rửa mặt để cho khỏe ha. Đây, để em kéo lên. Đây, cột lại hay gì à? Giờ múc nước giếng lên cho bà con xem. Và hầu như là nước giếng này nó rất là trong. Trong rất luôn. Là mình dùng nước này để rửa mặt và cầu phúc của chúng ta. Cầu bình an, cầu khỏe mạnh, cầu cho không có bệnh tật. Đổ đi, đổ đi. Nước rất là trong mát luôn mọi người. Mát không? Nhưng mà ngọn cái từ hồi xưa tới giờ mà nước vẫn còn hoài vậy ha. Nước còn hoài vậy đó, nó không có cạn. Vô đình luôn ha. Đi. Ở đây có hai ông cọp nè. Cọp này như là bằng đá không Tấn ơi? Bằng đá. Ôi cái tay kìa lớn. Đây là mô hình này giống như thiệt luôn ha. Cỡ là kích cỡ cũng kích cỡ cũng cỡ hổ thiệt. Mà ngộ gương mặt thấy hiền quá ha. Thôi bây giờ có hai chú bển kìa, mình qua hỏi thăm đi.
Ở đây thì cũng có miếu nè của chú anh chị. Đây hai ông lão đang uống trà. Dạ con chào mấy ông nha. Ông đây mình ngày nào tới lễ hả ông ha? 12 tháng 8. Dạ. Ông cho con hỏi cái giếng đó là mình cái sự tích này sao ông? Tại con đến đây con cũng không biết gì nhiều không á. Giếng của Phật thầy ha. Con nghe nói giếng đó hồi đó là mình trị bệnh dịch tả phải không ông? Dạ hồi trước Phật thầy. Phật thầy ấy ha. Dạ. Dạ giờ này thì em xin tạm dừng clip tới đây của chú anh chị vì hai chú không có chịu chia sẻ nha. Giờ em xin tạm dừng clip. Rất mong của chú anh chị